Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Đường Phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là khuya rạng sáng ngày thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Bây giờ là khoảng gần 1 giờ sáng cô chú anh chị và các bạn. Dạ, em đang có mặt ở khu sân bay. Nãy giờ em ở đây là em đợi bà xã đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi bây giờ sau khi mà lấy hành lý ra ngoài cái làng B để đợi cô chú chị và các bạn thì em sẽ chạy xe vô, tại vì vô sớm là không có cho đợi lâu, dừng lại chỉ được dưới 3 phút thôi nên rất là vội vã. Mà em thì không muốn gửi xe ở trong, tại vì gửi xe rồi đi ra đi vô nó phức tạp lắm, hình như là chạy xe phải chạy lên lầu hay sao á, em không có rành nên nãy giờ em đứng ở ngoài, em đậu ở ngoài để đợi bà xã khi nào mà xuống máy bay gọi điện lấy hành lý thì mình chạy vô, mình đón lên xe cái là mình đi về luôn cô chú chị. Khổ mất công vô trong an ninh sân bay, người ta muốn di chuyển mấy cái xe đi rất là nhanh nên đậu lại không có đậu lâu được, không có chỗ đậu xe, nói chung là không có chỗ đậu xe. Dạ đây là cái cầu quen thuộc khi mà cô chú chị và các bạn đi vô sân bay ha. Chúng ta tiếp tục đi làng bên trái để vô ga quốc nội, còn bên phải là ga quốc tế. Dạ bây giờ em xin chia sẻ một số hình ảnh buổi tối 1 giờ sáng em đi đón bà xã ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, cảm thấy thư giãn khi xem video clip của kênh YouTube Đường Phố Sài Gòn. Dạ sau đây em mời cô chú chị và các bạn xem hành trình đón vợ với em nha. Chúng ta chờ đợi xem mình đi đón một hành khách ở ga quốc nội vào 1 giờ sáng thì tốn mất bao nhiêu thời gian. Tính từ lúc chúng ta chạy từ cổng sân bay đi qua cầu vượt để đi vô khu vực này. Dạ ở đây có hai cái lối, một lối bên phải là ga đi, còn một lối bên trái là ga đến. Hôm trước có một cái video clip em đã quay rồi, chúng ta đưa người nhà đi Phú Quốc thì chúng ta đi cái ga đi, mình quẹo phải. Còn bây giờ mình vô ga đến của chính chị và các bạn. Dạ tình hình 1 giờ sáng nhưng mà sân bay Tân Sơn Nhất rất là đông, có khoảng 2 chuyến bay vừa hạ cánh, 2 chuyến bay trong nước vừa hạ cánh, nên người dân người ta đi ra cái làng B với làng C để chờ xe của người nhà lên đón. Hình như là nếu mà muốn bắt taxi hoặc là bắt xe công nghệ là phải đi vào khu vực bên trong nhà xe hoặc là có cái bãi xe để chúng ta book xe công nghệ. Còn cái làng B với cái làng C này theo em quan sát thì chỉ có xe biển trắng thôi cô chú chị và các bạn. Xe biển trắng là xe gia đình, xe cá nhân, xe gia đình. Em chưa thấy xe nào biển vàng ha. Hình như là xe công nghệ là phải đón ở ngoài một cái bãi khác. Nên bà con nếu mà đi đến sân bay Tân Sơn Nhất muốn book xe hay là như thế nào thì có thể mình hỏi ha, mình hỏi thêm mấy anh ở an ninh sân bay với cô chú chị và các bạn. Tình hình xe cổ đây rất là đông. Dạ chúng ta chờ đợi một chút xíu, chúng ta sẽ di chuyển từ từ vô trong để đón người nhà. Đến đây thì phải gọi điện để phát hiện ra nhau để lên xe cho nó nhanh đó cô chú chị và các bạn. Đứng lâu là nó kẹt xe. Dạ lúc 1 giờ sáng thì ở khu vực Sài Gòn sân bay Tân Sơn Nhất là bầu trời có mưa nhẹ cô chú chị. Mưa không có lớn nhưng mà cũng có vài hột mưa nên chúng ta phải mở cái gạt nước. Dạ xe đông lắm, một chuyến bay xuống thì cái hành khách người ta ùa ra rất là nhiều nên cái lượng xe ập vào để đón khách rất là đông. Qua cái cao điểm này thì chắc là sẽ hết đông. Ở đây chúng ta thấy có tập đoàn Phát Đạt ha, Phát Đạt quảng cáo ở đây thấy cũng lâu lắm rồi, cái tiền quảng cáo sân bay chắc cũng cao lắm cô chú chị và các bạn.
chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhiều biển số xe ở tỉnh lên để đón người thân người quen. Tất cả các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu đều đổ về sân bay để đón người thân người quen. Dạ, cái làng ở trong bên phải làng A là cái làng ra đi nha cô chú chị và các bạn. Nếu mà chúng ta đón khách thì chúng ta đừng có vào cái làng A nha, vô làng A là sẽ bị phạt á. Chúng ta chỉ được đón khách ở làng B với làng C thôi. Theo em biết là cái quy định mới nó là như vậy, còn hồi xưa thì em không biết ha, tại bữa giờ cũng lâu rồi không có vô sân bay. Hôm nay thì mới có dịp vô, mà mấy bữa nay ra vô sân bay liên tiếp cô chú chị. Mấy bữa nay cô chú chị thấy em làm clip về sân bay rất là nhiều, toàn là đi có công chuyện ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không à. Hôm trước thì gia đình ba mẹ đi Phú Quốc chơi, hôm nay thì vợ mới đi bán hội chợ ở Đà Nẵng về nên mình ra mình đón. 1 giờ khuya, 1 giờ sáng. Rồi chúng ta sẽ từ từ đi vào làng B của những chị và các bạn. Ở đây thì chúng ta phải di chuyển chậm để thứ nhất là tìm người thân người quen của mình, thứ hai là phải nhường đường cho người đi bộ qua đường. Nếu mà những cái hành khách người ta đi qua làng C á thì chúng ta phải dừng lại để người đi bộ tiếp tục đi qua bên làng C của những chị và các bạn. Đến đây thì gặp người quen là mở cửa đón luôn. Đó, chúng ta phải dừng lại để cho người đi bộ qua đường. Qua hết một tớp thì chúng ta sẽ được đi. Các anh an ninh sân bay sẽ làm công tác phân luồng của chú chị. Buổi tối 1 giờ sáng mà người ta về cũng nhiều quá ha. Xuống 1-2 chuyến bay là thấy rất là nhiều hành khách. Dạ, ở đây thì quy định là hành khách phải đứng ở trong cái lề của chú chị, không được băng ngang ra cái đường mà xe ô tô đang đậu, để xe ô tô người ta tấp vô để người ta đón. Những cái người mà đẩy hành lý xuyên qua cái con đường để đi ra mấy cái xe thì sẽ được nhắc nhở là phải đi vô lề đứng. Thấy anh này anh nhắc những cái hành khách kia là không được băng xéo ra mà phải đứng ở làng B hoặc làng C, đứng ở trên lề đó các anh chị. Khi nào xe đến thì leo lên xe. Dạ, đến đây thì em đón được bà xã luôn rồi, đang sắp xếp hành lý, đang sắp xếp hành lý bỏ lên xe. Chúng ta cùng chờ đợi xem từ lúc mình vô cổng sân bay, mình đón khách, xong rồi mình đi ra nó khoảng bao nhiêu phút. Với tình trạng này thì chút nữa mình đi ra thì em nghĩ cái lối ra nó cũng kẹt nha cô chú chị. Cái chỗ mà chạm thu phí á, thu phí ra vào sân bay á, em nghĩ là chắc nó cũng kẹt. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh xi nhan trái, chúng ta ra từ từ cô chú chị. Chúng ta ra từ từ rồi chúng ta ra ngoài cổng ha. Rồi bây giờ đi ra cổng nè, đi ra cổng chúng ta sẽ trả phí. Trả phí là 10.000. Chạm thu phí có 10.000 thôi. Một lần ra vô sân bay là ô tô sẽ đóng 10.000 đó chứ chị. Em nghĩ là qua cái giờ cao điểm này thì sân bay cũng vắng khách. Có nghĩa là nó chỉ cao điểm lúc những cái chuyến bay nó hạ cánh thì cái số lượng hành khách người ta ra rất là đông, thì nó cao điểm thôi, khi mà người ta về hết thì nó sẽ vắng vẻ trở lại. Theo thông tin em được biết thì trước chuyến bay này một tiếng thì cũng có một cái chuyến bay vừa hạ cánh, có thể là hai chuyến nó hạ gần sát với nhau.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái làn đóng phí của chính chị để chúng ta trả tiền để chúng ta ra khỏi sân bay. Xe rất là đông. Bây giờ là 1 giờ sáng á cô chú chị, mà xe rất là đông ha. Nếu mà những người ở tỉnh xa, ví dụ như là Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, bây giờ mà vừa đón khách ở sân bay xong chạy về nhà cũng khoảng hơn 1 tiếng. Nếu mà về Vũng Tàu cũng phải 2 tiếng cô chú chị. Rất là đông. Đó, ở đây chúng ta mới thấy là có xe biển vàng nè. Hồi nãy giờ em chưa thấy xe biển vàng. Hình như xe biển vàng là đậu ở một cái bãi khác đó cô chú chị. Nếu mà chúng ta muốn bút xe công nghệ hoặc là bút taxi là phải ra một cái bãi khác hay sao á. Chứ hồi nãy là trong cái làn B với làn C là em không có thấy cái xe biển vàng, không thấy xe taxi. Hình như làn B với làn C là chỉ cho xe gia đình thôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhích từng mét một để chúng ta đóng phí ra khỏi sân bay. Rất là đông xe. Dạ mời cô chú chị và các bạn tiếp tục xem quang cảnh buổi tối 1 giờ sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc nội, sau khi đón khách từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Chúng ta đang trên đường ra trạm thu phí để đóng tiền, sau đó ra khỏi sân bay. Nãy giờ là cũng hơn 10 phút rồi cô chú chị. Nãy giờ là gần 12 phút rồi. Cái hành trình của chúng ta nãy giờ cũng được 12 phút rồi. Em nghĩ là mình phải dừng ở đây khoảng 5-7 phút nữa chúng ta mới ra được cái trạm thu phí này. Xe quá đông. Tình trạng chen lấn cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Hai xe ở hai bên có xu hướng là chen vô cái làn giữa, nên là phải nhường nhau, chứ nếu mà hai anh nào cũng cương hết là dễ qua quẹt lắm. Va quẹt một cái là kẹt xe nữa. Ở bên trái anh taxi cũng đang chen vô cái làn của mình. Bên phải cũng có xe chen vô cái làn của mình. Cuối cùng mình chạy giữa mình lại thiệt thòi. Mình mà cương với người ta thì nó lại va quẹt, rồi lại chậm cái hành trình của mình. Chỉ cần có va chạm nhẹ thôi là xuống xử lý thương lượng hoặc là lập biên bản là mệt lắm cô chú chị, mất thời gian lắm. Cái lượng xe buổi tối đón khách trong sân bay đông lắm nha cô chú anh chị. Khi mà có một chuyến bay xuống thì tất cả các xe đều ập vào để đón khách. Dạ rồi, mời cô chú anh chị cùng theo dõi với em một chút xíu ha. Khi mà chúng ta đến cái trạm thu phí, chúng ta thoát ra ngoài thì chúng ta tính là xem chúng ta mất hết bao nhiêu thời gian để ở trong sân bay đón khách và đi ra về. Đó, cái anh màu đỏ anh tiếp tục anh chen qua nè cô chị. Cái làn bên kia hình như đang bị đóng. Cái làn bên tay trái của chú chị là hình như là đang bị đóng, không có đi được, nên là các xe là bên trái đều đổ qua cái làn giữa này hết. Đúng rồi, cái làn bên trái là không có sử dụng được, xe không có đi được của chú chị và các bạn.
đó, hết xe này đến xe kia chen lên. Xe này vừa chen vô là xe kia nó đối nói đuôi chen tiếp vô của chú chị. Nên là cái này chạy mà cứ cương cương nhau là dễ va chạm lắm. Mọi người thấy là có vài hạt mưa ha. Lâu lâu em mới gạt cần gạt nước tại vì mưa nó không có lớn. Lâu lâu có vài giọt nó rớt xuống thì mình thấy nhiều thì mình gạt thôi, chứ gạt hoài thì nó bị khô cái cần gạt nước, tại vì nước không có nhiều cô chú chị. Nó bị rít, nó tạo ra cái tiếng kêu. Quá trời xe chen luôn, hết bên phải đến bên trái. Bây giờ mình mà đi nhanh cũng không được, mình mà đạp ga nhanh là nó sẽ chạm vô một trong hai xe, nên là phải nhường. Rồi sắp sửa thoát ra ngoài rồi cô chú chị và các bạn, còn khoảng 2 chiếc nữa thôi, không biết là còn bị chen nữa hay không. Bên trái là thấy hết xe rồi đó. Đó, chúng ta đóng phí ở đây ha. Đó, chiếc 93 Bình Phước nè. Đó, cái anh ở trắng này anh lên nữa nè cô chị. Xe trắng này cái lỗ nhỏ xíu mà anh còn chen lên được nữa chứ. Đó, anh chen lên nè. Biển số Sài Gòn, Suzuki. Rồi, mình ra cô chú chị ơi, đóng phí 10.000. Rồi như vậy là chúng ta đã thoát ra được khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian chúng ta vào sân bay đón khách đến khi chúng ta ra ngoài cổng sân bay là khoảng gần 18 phút của chú chị. Khoảng 17 phút ha. Bây giờ chúng ta sẽ dừng đèn đỏ, chúng ta đi đường Hồng Hà để chúng ta về Phạm Văn Đồng cho nó nhanh của chú chị. Đường Phạm Văn Đồng nó bự, đi nó thoải mái lắm. Rồi, đèn xanh lên đường. Ok, buổi tối sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá là đông khi mà chúng ta vào ga quốc nội để đón người thân, người quen. Dạ, đến đây em xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã xem video clip của kênh Đường Phố Sài Gòn. Chúc mọi người bình an, vui vẻ, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và cảm thấy thư giãn khi xem clip của kênh Đường Phố Sài Gòn. Cô chú chị và các bạn yêu thương, bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Dạ, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong những video clip tiếp theo về vlog đường phố. Dạ, em xin cảm ơn và trân trọng kính chào ạ.